Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một loại cây thuốc có tên gọi là Thảo Quyết Minh, là một vị thuốc quý mọc hoang ở khắp nơi, ít người biết. Là một loại cây mọc hoang ở nhiều nơi, Thảo Quyết Minh lại có nhiều tác dụng chữa bệnh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Thảo Quyết Minh hay còn gọi là cây hạt muồng là một loại cây mọc hoang. Nó có thể mọc ở rất nhiều nơi, ở nhiều vùng ở nước ta. Thường được thu mua với số lượng lớn vào từ tháng 9 đến tháng 11. Nhiều người thường cắt cả cây đem về phơi khô, đập lấy hạt, loại bỏ tạp chất rồi phơi khô, cất để dùng dần. Hạt Thảo Quyết Minh có thể dùng làm thuốc, thường đem sao nhỏ lửa. Khi thấy bốc, thấy mùi thơm như cà phê thì bắc xuống, chải mỏng ra cho nguội. Trong một số trường hợp, cần sao thật kỹ cho tới khi cháy đen thành than. Công dụng tuyệt vời của cây Thảo Quyết Minh. Thảo Quyết Minh có vị mặn, tính bình vào hai kinh can và thận, có tác dụng thanh can, ích thận, trừ phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông đại tiểu tiện, dùng chữa mắt, thanh manh, có màng, mắt đỏ, nhiều nước mắt, đầu nhức, đại tiện, táo bón, v.v. Từ lâu, hạt Thảo Quyết Minh thường được sử dụng làm thuốc để chữa bệnh đau mắt. Người xưa kinh nghiệm uống hạt này, mắt sẽ sáng ra, do đó có đặt tên là Quyết Minh, sáng mắt. Một số nơi còn ngâm hạt Thảo Quyết Minh với rượu hoặc giấm để chữa bệnh hắc lào, bệnh chàm ở trẻ em. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy có thể dùng Thảo Quyết Minh làm thuốc bổ gan, thận, loại đại tiểu tiện, ho, nhuận tràng, cao huyết áp, nhức đầu, hoa mắt. Nếu dùng từ 5 đến 10 gram hay hơn dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột hoặc thuốc viên. Lưu ý, những người huyết áp thấp và ỉa lòng không nên dùng độc vị hạt Thảo Quyết Minh, cần phải phối hợp thêm một số vị thuốc khác. Một số bài thuốc hay từ Thảo Quyết Minh. Bài thuốc chữa mất ngủ, tâm thần bồn chồn bất an. Sao cháy 12 gram hạt Thảo Quyết Minh hãm uống hàng ngày, hoặc hạt Thảo Quyết Minh sao cháy 12 gram táo nhân sao đen 10 gram dưới dạng hãm uống hàng ngày vào buổi chiều hoặc lúc trước khi đi ngủ. Chữa đau mắt đỏ, Thảo Quyết Minh 15 gram, long đàm thảo 3 gram, hoàng bá 5 gram. Nước uống 300ml, sắc còn 150ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Bài thuốc bổ thận sáng mắt, chữa chứng quăng gà. Thảo Quyết Minh 12g, câu kỳ tử 12g, gan lợn 100g, tất cả sắc thành nước uống hoặc nấu thành món canh để ăn. Bài thuốc chữa hắc lào, Thảo Quyết Minh 20g, rượu 50ml, giấm 5ml, ngâm trong vòng 10 ngày, lấy nước này bôi lên các vị trí bị hắc lào khi đã vệ sinh sạch sẽ. Chữa tăng mỡ máu, Thảo Quyết Minh sao vàng, mỗi lần dùng 5-10g cho vào ấm, hãm như pha trà, uống dần trong ngày, dùng liên tục từ 10-15 ngày một liệu trình, nghỉ 3-5 ngày rồi tiếp tục một liệu trình khác. Chữa cao huyết áp, hạt Thảo Quyết Minh 6g, giã cúc hoa 8g, sắc lấy nước hoặc pha trà uống trong ngày, dùng theo từng liệu trình từ 10-15 ngày, cũng có thể dùng dưới dạng thuốc bột hay siro đều có tác dụng tốt. Chữa táo bón, dùng hạt Thảo Quyết Minh sao vàng liều từ 16-20g một ngày dưới dạng hãm hoặc uống nhiều lần trong ngày cho tới khi phân nhuận. Đối với những người cao tuổi hoặc phụ nữ sau sinh, trẻ em nhỏ tuổi bị táo trĩ hoặc các chứng táo mãn tính do công việc phải ngồi lâu gây táo bón, dùng hạt Thảo Quyết Minh sao cháy liều từ 10-16g một ngày dưới dạng hãm, uống nhiều lần trong ngày. Trẻ nhỏ tùy theo tuổi mà có thể giảm liều lượng, mới sinh mà táo bón dùng từ 1-2g, cho thêm nước sôi hoặc sữa mẹ hấp trên mặt nồi cơm, khi cạn gạn lấy nước để nguội, cho thêm một chút mật ong hay đường phèn cho dễ uống, uống nhiều ngày cho tới khi hết táo bón. Bài thuốc chống béo phì, nhờ tác dụng làm giảm mỡ máu, hạt Thảo Quyết Minh có thể sử dụng làm thuốc giảm béo. Có thể dùng một vị hạt Thảo Quyết Minh sao sắc lấy nước pha trà uống hàng ngày, hoặc kết hợp một số vị thuốc khác như sau: dùng Thảo Quyết Minh sao sơn tra hai thứ đem tán thô hàng ngày, dùng 6-12g pha trà uống trong ngày. Hạt Thảo Quyết Minh sao 8g, lá sen khô 4g, tươi 8g, cắt cánh 4g, bông mã đà 6g, cam thảo 4g, sắc nước uống hoặc hãm thành nước sôi uống trong ngày. Trên đây tôi vừa trình bày với quý vị và các bạn các cái công dụng chữa bệnh của cây Thảo Quyết Minh.
Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến các loại cây thuốc, các loại thảo dược trên hoặc có nhu cầu dùng theo đơn thuốc thì có thể liên hệ với Thuốc Lam Nguyễn Thi theo số điện thoại 0982 957 282 hoặc có thể truy cập vào website thuoclambichuyen.com. Hiện tại, cơ sở nhà thuốc Nguyễn Thi đang cung cấp tất cả các loại cây thuốc thảo dược quý có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc với chất lượng tốt, phơi khô và đóng gói cẩn thận, không bị ẩm mốc và có mùi thơm đặc trưng. Chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.